Chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Hiện tại bây giờ em đang có mặt tại phòng bán vé tàu đi Đảo Minh Châu. Đây là cái bên trong của cái phòng bán vé tàu nhé. Ở đoàn em đi thì đã có một bạn mà đi mua vé rồi, thì bây giờ mình chỉ có việc đứng ở đây đợi bạn ấy mua vé xong rồi thì mình sẽ đi xuống tàu và đi ra Đảo Minh Châu. Thì hôm nay em sẽ làm một cái clip nho nhỏ giới thiệu đến mọi người về cái đoạn đường từ từ đất liền này đi ra Đảo Minh Châu. Thôi em mời tất cả cô chú anh chị các bạn đi với em qua khẩu số 4 này nhá, đi xuống tàu. Đây là khu đón khách Cô Tô Thanh Lâm Minh Châu. Hôm nay em sẽ đi ra Minh Châu. Đây, bây giờ xuống tàu này nhá. Đây là con tàu cao tốc nhỏ nhỏ này, số 43K Minh Châu. Rồi, đi vào trong đây. Wow. Đây rồi, vào tàu rồi. Kiếm chỗ nào nó thông thoáng một tí nào. Đây, ngồi đây đi. Wow. Quên biết liền gì nữa. Đây, đoàn em đây. Đang xuống. Người đem về trái sách cho anh nhỉ? Đấy, con ngồi cạnh em này đi cho nó vui vẻ. Ngồi cạnh Cường đi kìa. Cường nó cứ thuê lên đấy, nó sợ chị ăn thịt ra. Ngồi trên này nó mát kìa. Bắt đầu chạy rồi. Đi đi. Anh ấy đi ra đảo Minh Châu khoảng bao lâu anh nhỉ? 40 phút à? À cũng khá xa đấy nhỉ?